Xin chào anh em, quý hàng của bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn nhiều giàu sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong việc như là cuộc sống, một ngày tràn lượng mình gặp tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em Suzuki với xe ô tô tải tự đổ xe Ben đời 2020, niên hạn sử dụng là 2045, thùng ben 1m840, chiều dài chiều ngang là 1m260 và chiều cao của cái bẩn là 240 mm. Khối lượng cho phép chở hàng hóa là 460 kg, khối lượng toàn bộ là 1 tấn 4, khối lượng bản thân là 860 kg nha anh em. Thùng ben đóng rất là dày, thép rất là dày và cứng cáp luôn nha, với số bao nhiêu là 84, đến từ vùng đất Trà Vinh. Con xe này bên mình dự kiến cho bán cho anh em là 175 triệu để 2020. Xe zin toàn bộ nha anh em, hệ thống T-ben là hệ thống thủy lực rất là cứng cáp và kiên cố. Vỏ lớp đường kính mâm là 12 inch, vỏ 5 inch đồng bộ trước sau, vỏ gai lớp còn rất là cao, cái sơn màu xanh rất là bắt mắt. Hai chỗ ngồi ghế bọc da rất là sang trọng đó, nói chung là kính quay tai, cụm đèn pha lô xe rất là sáng, phun xăng điện tử tiêu chuẩn hệ Euro 4, Suzuki đến từ Nhật Bản. Một chiếc xe cũng tương đối rất là xịn sò cho anh em quý hàng các bạn đầu tư, luồn lách trong những đường hẻm hóc, chở những cái vật liệu xây dựng hoặc những cái cát đá để luồn lách trong những con đường hẻm hóc rất là ok luôn đó, đi giao những cái vật nhỏ nhỏ trên vật liệu xây dựng rất là ok với cái dòng Suzuki Ben này. Nên em thấy cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phụ vụ đức nhà mình tạm chuyển hóa của anh em quý hàng các bạn, chỉ khoảng 175 triệu đời 2020 đề cao nha. Vô lăng nó tuy nó không có trợ lực nhưng mà cũng mẻ lái cũng rất là dễ dàng thôi, 5 số tiếng 1 số lùi, kính thì quay tay thôi đó. Động cơ với dung tích xi lanh của nó là 1 lít, công suất đẹp 31 kW, tầm thu 5.000 năm, máy xăng phun xăng điện tử cũng cực kỳ rất là tiết kiệm nhiên liệu, mua và chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi anh em. 175 triệu Suzuki Ben chạy rất là sướng, dòng Suzuki này rất là bền, rất là vững, rất là bền luôn, máy rất là đã luôn nè, xe nguyên zin toàn bộ nha. Cảm ơn em quý hàng các bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.